Boah. Quần áo Abby nhiều chưa? Đang ngồi gặp quần áo cho Abby. Bao nhiêu luôn? Quần áo đẹp nhá. Bây giờ đây là gì? Hả? Ôi chà. Tôi xem gặp quần áo hả? Abby không chơi ở ngoài kia nữa. Vào đây làm gì? Chơi vui. Chơi cho vui hả? Gì vậy Bi? Ờ, khoanh tay đi chơi hả? Ừ, thì Bi đi đi. Đi chơi ngoài vườn nó nha, con đi xa nhé. Ôi trời ơi. Thank you.
Vi chơi về rồi hả? Sao chơi nữa hả? Đi chơi tiếp đi. Đi đâu ấy, tự nhiên cầm gối chạy đâu? Ủa? Tự nhiên cầm gối như thế nào? Như thế này. Ở trong này như thế nhỉ? Đi tự nhiên cầm gối chạy đâu ấy. Chạy sang bên này nào. Ừ. À đây. Chơi mệt à? Ừ. Sao mà đi cầm gối sang bên này nào? Xong đi chơi ở bên kia luôn. Đi. Đi nói chuyện đi. Nói chuyện xem nào. Vì buồn đấy. Làm sao đấy? Ý. Ừ. Ý làm sao? Ý làm sao? Chuyện gì? Sao bị buồn đấy? Hả? Sao bị không ở bên kia chơi với em mèo mà lại chạy sang đây? Bị không thích em hả? Ừ. Em không thích em mèo à? Chị chơi em mèo một chút xíu thôi. Chị chơi Vi cả ngày mà. Chị thấy em một mình lâu quá nên em đi sang chơi với em một chút xíu mà. Ừ. Chị vẫn được yêu thương Vi mà. Ừ. Chị vẫn yêu Vi mà. Vi không giận chị nha. Chị vẫn yêu Bi mà. Chị chơi với em một chút xíu thôi. Chị dành thời gian cả ngày cho Bi mà. Đi làm hàng nhé. Ừ, làm hàng nhé. Ừ. Thế bây giờ đi, chị lấy đồ ăn cho Bi nhé. Bi uống sữa nhé. Uống sữa không? Ừ, lấy sữa Bi uống nhé. Bé Bi nhé. Ý. Lấy sữa này. Chị vẫn yêu Bi nhất nha. Bi không phải buồn đâu. Thôi tự tin thôi. Chị yêu Bi nhé. Hết rồi. Trời ơi, bị uống tí xíu là xong. Chị cắt cho. Em hòa nhé. Em buồn nhé. Bị không buồn nhé. Chị kia bị nhắc mà. Chị cho để em một chút xíu cho em đỡ chán. Chị thấy Bi chơi rồi ấy. Ừ, không buồn đấy nhé. Ừ. 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 Yêu mình nhé.